Tỉnh Điện Biên nằm ở biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc, giáp với Lào và Trung Quốc. Địa hình rất phức tạp, chủ yếu là đồi núi dốc, hiểm trở, xen lẫn các dãy núi cao là các thung lũng, sông suối nhỏ hẹp và các hang động. Nơi đây xưa kia là vùng đất của người Việt cổ sinh sống. Tên gọi Điện Biên là do vua Thiệu Trị đặt vào năm 1841. Tỉnh có 10 đơn vị hành chánh là thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lây và 8 huyện với 21 dân tộc sinh sống. Thành phố Điện Biên Phủ là đô thị loại 3, trước kia là Mường Thanh, từ chữ Mường Thang theo tiếng dân tộc Thái nghĩa là xứ trời, là truyền thuyết về nguồn gốc của dân tộc Thái. Thành phố Điện Biên được cả thế giới biết đến với chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng của dân tộc ta vào năm 1954, dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ và của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chấm dứt sự đô hộ của thực dân Pháp ở Việt Nam. Chiến thắng đã góp phần rất lớn trong việc kết thúc vai trò của người Pháp ở bán đảo Đông Dương. Đến với Điện Biên Phủ là đến với di tích quốc gia đặc biệt, di tích chiến thắng Điện Biên Phủ. Đèo Pha Đin, một trong tứ đại đèo vùng Tây Bắc có cung đường hiểm trở nhất Việt Nam, dài 32 km là cửa ngõ đi vào tỉnh Điện Biên. Điểm cao nhất là 1.648 m so với mực nước biển. Một bên là vách núi, một bên là vực sâu thăm thẳm, cái nơi tiếp giáp giữa đất và trời theo ngôn ngữ của người Thái, cũng là nơi bắt đầu của hành trình kéo pháo cao xạ bằng sức người của bộ đội Việt Nam trong chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 1954. Pha Đin nằm trong tuyến huyết mạch tiếp vận vũ khí đạn dược và lương thực đã từng ghi dấu chân của 8.000 thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến với hàng trăm lượt gánh gồng tải đạn, chở gạo qua đây mỗi ngày. Nó cũng là tuyến đường hành quân của các lực lượng bộ binh pháo binh đến với Trần Đình,
là tên gọi bí mật của chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Đây cũng là nơi anh Tô Vĩnh Diện đã hy sinh lấy thân mình chàng khẩu pháo bị đứt dây, không cho lao nhanh xuống vực sâu sau 5 ngày đêm cả trăm chiến sĩ đã vất vả trên những cung đường vừa hẹp vừa cong, rất nguy hiểm để khám phá vào trận địa Điện Biên Phủ. Cầu sắt Mường Thanh là chiếc cầu giả chiến làm sẵn chở từ nước Pháp sang, lắp ghép tại Điện Biên. Đây là một công trình quân sự huyết mạch, tải vũ khí đạn dược, lương thực và bảo vệ sở chỉ huy trung tâm của quân Pháp tại chiến trường Điện Biên Phủ. Thị xã Mường Lây có diện tích nhỏ nhất nước. Trung tâm thị xã nằm trong một thung lũng hẹp, dài nơi ngã ba giao cắt của con sông Đà, sông Nậm Na và suối Nậm Lây. Từ khi có thủy điện Sơn La, dưới là lòng hồ rộng mênh mông, trên là núi non hùng vĩ. Dòng sông Đà hung dữ năm xưa giờ trở nên hiền hòa thơ mộng. Mường Lây như một bức tranh sơn thủy hữu tình, được nhiều người ví như là một Hạ Long trên cạn.